chúc đây gì bây giờ. Hello mấy bạn, thì mình đang trên đường đi hái me nha. Nè, đây là con đường đi vào cái chỗ cái cây me khổng lồ. Cây me chà bá luôn. Đó mấy bạn thấy chưa? Nè, đây là hình cảnh thôn quê nè. Nè, đây là lộ lớn, mình đang đi tới lộ lớn rồi. Còn chút xíu nữa mới tới. Nè, đây là con đường vô nhà. Nhấp ba. Giờ là nhấp dưới á. Ừ. Đưa cho như gánh anh nhấp. Ừ. Ê, đây là chú dượng của mình đang hái giùm, tại vì mình không biết xài cái cây đó. Đó. Bạn thấy không? Me nhiều lắm luôn, me xâm xê luôn á. Đó, trái me dài ghê. Me này là không có sẽ khúc sâu nha mọi người. Nó rất là tự nhiên luôn. Tự ra trái luôn. Cái mê này năm bán 7-8 triệu vậy. Nhiều lắm. Đẹp lắm. Ở cái nhánh nhỏ vậy luôn cũng có trái nữa. Quay hả? Đây là trái me mình mới hái nè. Đó. Ngon chưa? Ăn thử nè. Chua. Chùm. Chua mình nhìn nước á. Đây là đường mình vừa hái xong cây me nha, mình chuẩn bị đi về nhà để thưởng thức cây me chấm chấm muối ớt, mấy cái mắm, chấm nước mắm nữa, chấm mắm ruốc nữa. Các bạn thấy không, đây là đường đường ở dưới quê không? Cây không luôn, không có miếng nhà nữa, lâu lâu mới được cái nhà nè. Thì mấy bạn đi là mình đang chuẩn bị rửa me nha. Đó. Trời ơi, cái trái nó bự nè. Đó, bự ra mấy bạn. Đó. Kiến nhiều. À, khổ chưa.
Vậy mấy bạn, hộ mấy bạn thấy chú mèo không nè, bự ghê chưa. Bây giờ mình sẽ ăn gì đây, là nước chấm nước nước ớt, mấy trái ớt là ăn cay lắm. Ăn giờ mình đi gọt ăn nha, gọt từ từ với mấy bạn ăn nha, mấy bạn coi. Đây đây con, tóc con bù xù không? Chua nhưng mà không sao. Ê, nước mắm nó ngọt. Ngon mấy bạn ơi. Chấm nè. Chấm nè. Chung nha, chung mình nha. Mới khi nhiều miếng á. Nó chua mà chua mình ăn không hết đâu, trời chua lắm luôn, ăn nổi luôn á. Mấy bạn ăn mấy trái khoảng chừng còn ngon gì nè, nó có hộp ăn không cần phải lựa ra. Còn mấy trái cỡ như bự bự gì nè, mấy bạn phải cần gọt ra ăn, phải lựa hộp ra trong hộp rồi. Mấy bạn ăn ăn kiểu như là nếu như mà ăn bình thường á, chấm thì mấy bạn lựa mấy trái nhỏ nhỏ cỡ gì nè thì nó ngon hơn hơn mấy trái bự bự. Còn mấy bạn ngâm á, ngâm thì lựa chứ bự bự gì nè. Trời ngon, mấy bạn ơi, tơi tái luôn. Chấm nè. Chua nó chua gì đâu. À, mấy bạn ơi, chua. Chua mà cay nữa chứ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình để mình có nhiều động lực làm ra video nhiều mơ hơn. Xin chào.